Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì bởi ơn của Ngài, mà chúng con có thể sống một đời sống phong phú, phước hạnh. Để chúng con có thể sống một cách rời rộng như Chúa Ngài đã định cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì sự kêu gọi của Ngài, để chúng con có thể trở nên những người trưởng nhóm, những người hầu việc Chúa, những người sống cuộc sống hàng ngày, làm muối mặn của đất ở giữa những người Chúa đặt để chúng con tại Sở Lam, tại khu sống của chúng con. Nguyện xin Chúa nghe ban ơn để chúng con cứ được ơn của Chúa và những gì chúng con bằng lòng dâng cho Ngài. Xin Chúa Ngài đón nhận ban phước trên và giúp chúng con có thể quản lý các thứ ơn của Chúa và những gì Chúa đặt để trong tay chúng con một cách tốt đẹp, và chúng con có thể ảnh hưởng lan rộng ra trong ơn của Ngài. Như Gia-bê đã cầu nguyện, xin Chúa ban phước trên chúng con. Xin Chúa Ngài nới rộng bờ cõi của chúng con. Xin Chúa Ngài khiến cho chúng con làm cớ của sự vui mừng hơn là cớ của sự buồn rầu. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con phó dâng thì giờ nhóm lại ở trong ơn của Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Hoan nghênh anh chị em một lần nữa. Chúng tôi hoan nghênh hết thảy con cái của Chúa đã vào để cùng học lời Chúa với chúng tôi nữa. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự ban phước từ nơi Chúa, để chúng ta kết quả một cách lan rộng trong ơn của Ngài. Anh chị em, trong những ngày qua, chúng ta có những phước hạnh nào, xin cũng nói lên ở những dòng bình luận để chúng ta sẽ cùng nhau cảm tạ Chúa cho những việc Chúa làm ở trên đời sống của chúng ta. Những tinh thần của buổi nhóm giữa tuần của chúng ta luôn nhắc nhở nhau, đó là những gì chúng ta cầu xin, những gì chúng ta ao ước, những gì chúng ta cần khi chúng ta cầu nguyện. Và Chúa Ngài đáp lời, Chúa Ngài ban phước, thì chúng ta trở lại để chúng ta dâng sự vinh hiển cho Chúa, cảm tạ Chúa và cũng để khích lệ nhau trong ý tưởng sự nhắc nhở của Chúa rằng Chúa rất gần chúng ta, chỉ cách một lời cầu nguyện thôi. Và khi chúng ta kêu cầu thì Chúa Ngài đáp lời và Ngài tỏ cho chúng ta những việc lớn và khó và những việc mà chúng ta chưa từng biết. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi như trong phần kêu gọi đã bày tỏ với anh chị em ước ao của chúng tôi ở trong bài học buổi tối hôm nay, và để động viên khích lệ tinh thần của anh chị em, chúng ta sẽ cùng học một cái đề tài mà chúng ta tin rằng Chúa Ngài có thể sử dụng để giúp đỡ cho hết thảy chúng ta. Bạn đang có gì trong tay? Đây là những câu hỏi mà Đức Chúa Trời Ngài đặt ra để chuẩn bị, để có thể nhận được và ban phước trên, để chúng ta, những người bằng lòng dâng cho Chúa những gì mình có, để Chúa có thể làm những công việc lớn của Ngài. Ít như Chúa có thể làm ra nhiều. Những gì chúng ta nghĩ rằng không giá trị, nhưng mà Chúa Ngài có thể đặt quyền năng của Ngài vào và khiến nó trở nên giá trị ở trong ơn của Chúa. Bài học này cũng nhắm vào bốn loại người. Thứ nhất là những người đã so sánh mình với những người khác, rồi đi đến chỗ chúng ta xem thường những ân tứ, những khả năng mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có quá ít để chúng ta có thể cống hiến. Thứ hai là cho những ai cảm nhận được tiếng gọi của Chúa trong cuộc đời của mình, nhưng vì sợ hãi mà chúng ta đã viện cớ, mà chúng ta đã trốn chạy trước sự kêu gọi của Chúa. Thứ ba là cho những người đã cố gắng đáp lại tiếng gọi của Chúa, nhưng mà chúng ta thấy chúng ta lại gặp thất bại và làm cho chúng ta thối chí. Thứ tư là cho những người đã bỏ cuộc vì thất bại trong quá khứ và cảm thấy rằng Đức Chúa Trời không thể sử dụng họ ở trong tình trạng hiện tại. Nhưng anh chị em yêu dấu của tôi, Chúa có thể sử dụng tất cả khi chúng ta quay trở lại và dâng mình ở trong tay của Chúa. Sứ điệp này sẽ tập trung vào những câu hỏi mà Chúa hỏi những cá nhân, những con người và trong những hoàn cảnh, rồi chúng ta thấy được những việc lớn lao mà Chúa Ngài làm. Đức Chúa Trời Ngài đã đặt ra những câu hỏi mà chúng ta thấy suốt ở trong Kinh Thánh có ghi lại chúng ta. Bắt đầu ngay từ buổi sáng thế khi loài người sa ngã, thì Đức Chúa Trời đã đến và hỏi Adam, người ở đâu? Và chúng ta thấy câu hỏi này của Chúa dùng để nhắc nhở và chỉ ra cho Adam biết tình trạng của ông, cũng như để ông nhận biết rằng ông cần một sự phục hồi, một cái chương trình giải cứu của Chúa cho đời sống ông và cho nhân loại. Bởi vì những gì ông đã thất bại thì chúng ta thấy rằng đã đem lại sự rủa sả ở trên đất này. Nhưng Chúa không thể làm được cho đến khi Adam biết mình đang ở đâu. Đến khi Đức Chúa Trời Ngài đặt những câu hỏi, chúng ta biết rằng Ngài đặt để Ngài khích lệ chúng ta, Ngài đặt để chỉ ra cho chúng ta biết giải pháp của chúng ta nằm ở trong Chúa, và Ngài có thể khiến cho chúng ta trở thành những người mà Ngài đã hoạch định cho chúng ta để chúng ta sống. Hôm nay chúng ta sẽ để Chúa thách thức chúng ta như Ngài đã làm với các nhân vật, ba nhân vật ở trong Kinh Thánh, với một số biến thể khác nhau của câu hỏi: con đang có gì trong tay?
con đang có gì trong tay. Anh chị em biết không, Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi một chúng ta một điều gì đó mà chúng ta có thể sử dụng cho Ngài. Chúng ta thường không nhận ra hoặc là coi thường điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Và khi chúng ta quan sát những con người, những câu chuyện ở trong bài học buổi tối hôm nay, tôi cầu nguyện là Đức Chúa Trời Ngài sẽ mở rộng tầm nhìn của chúng ta. Ngài sẽ làm mới lại khải tượng cho mỗi một chúng ta về những gì chúng ta có thể trở thành, và gia tăng đức tin của chúng ta về những gì chúng ta có thể làm cho Chúa. Con người đầu tiên mà chúng ta nghe Chúa hỏi ông là Môi-se. Môi-se, con đang có gì trong tay? Để chúng ta có thể hiểu được, chúng ta cần được nhắc nhở về sự khởi đầu của cuộc đời của Môi-se. Môi-se, chúng ta biết rằng một người đã được tay của Đức Chúa Trời ở trên ông từ khi ông còn rất nhỏ, rất trẻ. Không khó để chúng ta thấy rằng Chúa quan tâm đến con người này, bởi vì Chúa Ngài đã gìn giữ mạng sống của ông. Ở giữa cái lệnh của Pharaoh là tất cả những đứa con trai của người Hebrew phải, khi sanh ra là ông ra lệnh cho các bà mụ phải giết những đứa trẻ này. Thì Chúa Ngài đã có một cái kế hoạch để gìn giữ và bảo vệ mạng sống của Môi-se khi Chúa Ngài cho mẹ của ông là người kính sợ Chúa đã được một cái ý tưởng và một cái giải pháp, đó là làm một cái rương, làm một cái giỏ trét chai vào, đặt ông ở trong đó và đưa ông ở trên bờ sông, để rồi Đức Chúa Trời Ngài sắp đặt con gái của Pharaoh khi đi tắm, thì công chúa đã thấy có một đứa bé ở trong cái rương này và đã mang về để nhận làm con. Thế rồi chúng ta thấy cuộc đời của Môi-se được bảo vệ, mạng sống của ông được bảo vệ, rồi ông được nuôi dưỡng ở trong một môi trường mà chúng ta thấy rằng về vấn đề chính trị, về vấn đề quân sự, ông được học hỏi ở trong nhà của Pharaoh. Sự khôn ngoan của xứ Ai Cập, xứ Ai Cập, Môi-se cũng được tiếp xúc. Thì chúng ta thấy rằng tên của ông cũng nói lên sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, đó là ông được cứu ra khỏi nước. Ông cảm nhận ở trong đời sống của ông, đó là khi lớn lên, ông cảm nhận rằng Chúa sẽ dùng ông để giải cứu dân sự của mình. Và chúng ta thấy không, Môi-se khi ông lớn lên, ông bắt đầu cảm nhận được điều này. Ông có thể dâng cho Đức Chúa Trời sự khôn ngoan, kiến thức đã học được ở trong xứ Ai Cập. Nhưng mà trải qua những cái hoàn cảnh tiêu cực, khi ông binh vực một người Hebrew, và chúng ta thấy rằng ông đã đánh chết một người Egypto, thì ông nghĩ rằng mình đã giấu được công việc này khi ông vùi xác của người này ở dưới cát. Nhưng mà không ngờ rằng có người đã thấy, và khi họ lên tiếng thì Môi-se sợ và ông đã bỏ chạy. Và chúng ta thấy ông ở trong Xuất Ký Tô Ký chương 3, chương 4 đó, ông đã đánh mất khải tượng ban đầu của mình. Cho nên khi Đức Chúa Trời đến gần ông ở cái tuổi 80, ông đã viện đủ mọi lý do để giải thích tại sao ông không thể trở thành con người mà Chúa gọi ông, và cũng như kế hoạch của Chúa muốn sử dụng ông. Thì chúng ta thấy ông đã đưa ra những cái lý do thối thác. Và nếu chúng ta học, chúng ta thấy rằng có nhất là 6 lời bào chữa thối thác của Môi-se. Khi Đức Chúa Trời đến với Môi-se và đưa ra một số những lý do này. Và chúng ta khi học, chúng ta thấy rằng những điều này cũng rất giống với những lời bào chữa của chúng ta. Khi chúng ta đứng trước sự kêu gọi của Chúa, đứng trước một cái công tác Chúa muốn sử dụng chúng ta, đứng trước một cái thách thức từ nơi lời của Chúa để kích lệ chúng ta bước vào, sống cuộc sống như Chúa Ngài đã định. Và trong những ngày qua, VBC Houston của chúng ta đã học, và anh em của chúng ta đang áp dụng điều này. Đó là chúng ta sống với lối sống mà tiên tri Elise đã hỏi người đàn bà quá. Đó là: tôi có thể làm chi cho bạn? Ta có thể làm chi cho ngươi? Và anh chị em đã đón nhận cái sứ điệp này. Đó là mỗi ngày chúng ta khi gặp gỡ những người có nhu cầu, chúng ta không lướt qua khỏi và làm ngơ trước những nhu cầu của họ. Nhưng chúng ta chọn mỗi ngày chúng ta thức dậy và chúng ta thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, hôm nay con muốn sống một đời sống của một người sẵn sàng để có thể giúp đỡ những người có nhu cầu. Con sẽ chọn đặt cái câu hỏi và để rồi con có thể được Chúa Ngài sử dụng để con đáp ứng nhu cầu của những người chung quanh của con. Khi con đặt câu hỏi: tôi có thể làm gì cho bạn? Mặc dù chúng ta có thể không có được những cái tài nguyên để chúng ta có thể giúp đỡ họ một cách trực tiếp, nhưng mà chúng ta ít nhất cũng có thể làm một cái gạch nối. Và điều mà tất cả chúng ta đều được Chúa cho cái đặc ân, đó là bởi sự cầu nguyện, chúng ta có thể mời Chúa can thiệp vào và chúng ta làm gạch nối để chúng ta có thể cầu thay cho, và Chúa Ngài có thể đáp ứng nhu cầu của những người lân cận của chúng ta. Nhưng bắt đầu bằng thái độ và sự lựa chọn khi chúng ta sống trong lối sống: tôi có thể giúp đỡ gì cho bạn? Thì chúng ta trở lại với những cái lời bào chữa của Môi-se để chúng ta thấy được rằng tất cả những điều này
chúng ta có thể đã từng sử dụng để nói không với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa cho để kể từ ngày hôm nay, qua bài học này, chúng ta sẽ chọn làm những người nói thưa vâng với kế hoạch của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Sáu lời bào chữa của Môi-se, lời bào chữa đầu tiên được ghi cho chúng ta trong Xuất Thư Ký chương 3 từ câu 10 cho đến câu số 11. Khi lời bào chữa của Môi-se nói lên rằng con là ai mà con dám đi. Xuất Thư Ký chương 3 câu 10 đến 11. Vậy bây giờ hãy lại đây, ta sẽ sai con đến Pharaoh để con đem dân ta là dân Israel ra khỏi Ai Cập. Nhưng Môi-se nói với Đức Chúa Trời rằng con là ai mà dám đến với Pharaoh và đem dân Israel ra khỏi Ai Cập. Ở trong lời thối thác này, chúng ta thấy Môi-se cảm thấy mình không có giá trị. Ông thấy mình vô dụng, nhưng không có gì để có thể đóng góp vào. Ông không thấy rằng mình có khả năng, cho nên ông đặt cái câu hỏi đó là con là ai. Đức Chúa Trời thường thấy những điều trong chúng ta khi chúng ta không thấy ở trong chính mình, bởi vì Ngài dựng nên chúng ta và Ngài biết hết tất cả mọi sự. Khi Chúa gọi, Ngài cũng thừa biết rằng chúng ta tự mình không có khả năng, nhưng Chúa Ngài có thể yểm trợ chúng ta, miễn là chúng ta bằng lòng thưa vâng với kế hoạch của Chúa, sự kêu gọi của Ngài. Môi-se hỏi con là ai mà con dám đi. Chúng ta biết rằng gặp gỡ Pharaoh ở trong cái hoàn cảnh này, Môi-se phải đối diện với quá khứ của mình, đối diện với sự sợ hãi mà mình đã phải bỏ trốn đi vào trong đồng vắng và 40 năm chăn chiên cho cha vợ của mình. Thì chúng ta thấy ở tại đây, ông nhận thấy cá nhân ông thì không có cái điều kiện, nhưng mà cảm ơn Chúa, lời thối thác này của Môi-se, bây giờ chúng ta hiểu hết câu chuyện, chúng ta thấy rằng nó không đáng để nêu lên. Vì Chúa Ngài đã gọi, thì Ngài cũng sẽ làm cho đủ điều kiện. Cái lời bào chữa thứ hai chúng ta thấy ở trong Sử Tư Ký chương 4 câu số 1. Nhưng giả sử họ sẽ không tin con hay lắng nghe tiếng con nói thì sao? Sử Tư Ký chương 4 câu 1. Môi-se thưa rằng, nhưng họ sẽ không tin và không nghe lời con. Vì họ sẽ nói, Đức Sơ Va nào có hiện ra với ông đâu? Đây là một cái lời bào chữa và một cái lo ngại mà chúng ta thấy ông Môi-se đã in trí rồi. Ông nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Bởi vì một cái sứ mạng quá lớn mà dân Israel thì họ đã ở trong cái hoàn cảnh bị bắt làm nô lệ đã 400 năm rồi. 400 năm trải qua thì bây giờ có một tia hy vọng đến cho họ. Nhưng mà so với lại cái gọng kềm của quyền năng, quyền lực cũng như là sức mạnh quân đội của Pharaoh thì chắc chắn rằng dân sự của Chúa sẽ thắc mắc. Đó là họ không tin nổi những điều Môi-se nói. Đức Chúa Trời ở trong chỗ này có thể dễ dàng để nói, cứ cho là họ sẽ làm như vậy đi, nhưng ta yểm trợ con, ta ở cùng con. Chúng ta thấy rằng Môi-se, ông đã rơi vào ở trong cái bẫy của Sa-tan. Chỉ một lần thất bại trong đời, nhưng mà 40 năm trải qua, tôi tin rằng Sa-tan đã áp đảo tinh thần của ông và cứ nhắc đi nhắc lại cái lần thất bại này, khiến cho ông mang mặc cảm và đã in trí rằng ông là người thất bại. Ông không thể làm gì được. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta, để qua sứ điệp này chúng ta sẽ trỗi dậy và chúng ta nói rằng một lần thất bại không thể trở nên con người thất bại. Nó chỉ là một lần. Miễn là chúng ta chịu đứng dậy trong sự kêu gọi của Chúa và sự giúp đỡ từ Chúa, chúng ta sẽ thành công khi chúng ta đáp lại sự kêu gọi của Chúa. Lời bào chữa thứ ba chúng ta thấy được ghi lại trong Sử Tư Ký chương 4 câu số 10. Ôi Chúa ơi, tôi không có tài hùng biện. Đây là một cái lời bào chữa mà chúng ta thấy Môi-se đã đưa ra. Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va rằng, ôi lạy Chúa, từ trước đến nay và ngay cả lúc Chúa phán bảo đầy tớ Ngài, con vốn không có tài ăn nói, miệng lưỡi con hay ngập ngừng. Như tôi đã xây dựng với anh chị em trong một bài học trước đây, Môi-se, sách Công vụ sứ đồ cho chúng ta biết ông là một người có tài trí và có tài ăn nói. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở tại đây, ông đã rơi vào trong một cái chỗ là ông mất đi cái lửa của lòng nhiệt thành. Và ông cảm thấy và để cho sự thất bại của mình trong quá khứ đó, khiến cho ông bây giờ không còn có được một cái sứ điệp, không còn có một cái lời nói nữa. Cho nên khi ông mở miệng ra, thì ông bây giờ thì chỉ có thể nói lắp thôi, ngập ngừng trong việc bày tỏ ý của mình. Và chúng ta thấy điều này có thể xảy ra khi chúng ta mất đi nét sắc bén trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta để cho một lần thất bại và để cho ma quỷ có thể chà đạp chúng ta, áp đảo tinh thần của chúng ta, chúng ta có thể in trí và chọn thái độ đó là mình không có gì để có thể đóng góp được. Rồi chúng ta nhìn vào những gì mình không có. Và ở đây chúng ta thấy rằng Môi-se đã mất đi cái khả năng để có thể hướng dẫn
cái tài ăn nói của ông bây giờ đã bị đánh mất. Ông cảm thấy rằng tiếng nói của mình là không thể bày tỏ ra được nữa. Ông đã chọn cái thái độ đó là con không có tài hùng biện. Con là một người cà lăm, con là một người nói lắp, con không có tài ăn nói, miệng lưỡi của con hay ngập ngừng. Đây là một cái lý do thối thác mà chúng ta thấy rằng nói một cách khác là sự huấn luyện và khả năng tự nhiên của tôi không đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Ở đây là chỗ mà nếu chúng ta trình bày với Chúa thì chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời nói rằng ta rất vui khi thấy con nhận biết chính mình không có khả năng. Vì khi ta gọi, chính ta sẽ ban cho con khả năng. Ta sẽ làm cho con hội đủ điều kiện cho sự kêu gọi mà ta gọi con. Miễn là con nhận biết mình không có thì con sẽ có một cái dư dật khi con nhờ cậy ta hoàn toàn. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng thấy ở tại đây đó là Môi-se có ý tưởng, nếu tôi đi giải cứu dân của Chúa thì tôi sẽ phải cần một cái tài hùng biện. Và chúng ta có một cái thái độ và cái nhìn như Môi-se tại đây, đó là dường như Đức Chúa Trời không thể hành động và làm việc một cách siêu nhiên. Anh chị em, Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và Ngài có thể sử dụng chúng ta và làm thành mọi thứ ở trong sự siêu nhiên của Ngài. Sa-cha-ri chương 4 câu 6 chúng ta còn nhớ khi thiên sứ của Chúa đến để nói với Sô-rô-ba-bên, là một cái người mà Chúa Ngài gọi để hoàn tất một công việc mà chúng ta thấy rằng trước ông những người còn sót lại từ chỗ lưu đài nơi xứ người trở về, họ đã bắt đầu để xây dựng lại đền thờ Jerusalem. Nhưng vì những khó khăn, những thách thức, công việc đã dừng lại một thời gian dài. Sô-rô-ba-bên được Chúa Ngài kêu gọi để hoàn tất công việc. Và Chúa Ngài cũng sai thiên sứ của Ngài để đến và nói với Sô-rô-ba-bên ở trong Sa-cha-ri chương 4 câu 6. Thiên sứ ấy nói với tôi, đây là lời Đức Sơ-va phán cho Sô-rô-ba-bên, ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi thần ta, Đức Sơ-va vạn quân phán như vậy. Chúng ta thấy trở lại, dường như Môi-se ông ngồi tính toán và kiểm kê lại, đo lường khả năng của mình so với nhiệm vụ và nói tôi không có những gì cần có. Không lạ, một con người khác, một tiên tri của Chúa là tiên tri Giê-rê-mi cũng đã nói trong Giê-rê-mi chương 1 câu 6, ôi, lại Đức Sơ-va, con không biết ăn nói thế nào vì con còn non trẻ. Nhưng mà Chúa Ngài đã đáp ứng lại với sự thối thác của Giê-rê-mi, đó là trước khi ông lọt lòng mẹ, ông đã được Chúa Ngài chọn rồi. Và nếu Chúa chọn, thì Chúa cũng sẽ cho ông khả năng để có thể làm theo sự kêu gọi của Chúa. Chúng ta biết phần còn lại của câu chuyện. Thật khó để chúng ta tin rằng Môi-se đã từng cảm thấy như vậy. Vì khi chúng ta đọc tiếp những phần còn lại, khi Môi-se bằng lòng để Chúa sử dụng, thì chúng ta thấy rằng Chúa đã ban cho ông thừa khả năng để làm công việc. Và ông đã trở nên một người lãnh đạo lỗi lạc nhất khi học về sự lãnh đạo. Thì ngày hôm nay, thế giới cũng nhìn lại để học về cuộc đời và sự lãnh đạo của lãnh tụ Môi-se. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những lời thối thác của chúng ta, Chúa luôn có giải pháp. Lời bào chữa thối thác thứ tư của ông ở trong Sách Tôi Ký chương 4 câu số 13. Ông nói với Chúa trong cái ý là cháu ơi, Ngài đã chọn sai người rồi. Môi-se thưa, ôi lại Chúa, xin Chúa sai người khác. Chúng ta thấy Môi-se cảm nhận rằng có rất là nhiều người có thể có khả năng hơn ông. Và đó là cảm giác của Môi-se. Nhưng mà trên thực tế chúng ta nhìn lại, qua lời của Chúa chúng ta biết rằng không ai có đủ khả năng hoặc sự chuẩn bị tốt hơn để có thể làm những gì mà Chúa đã gọi Môi-se làm. Cho nên anh chị em yêu dấu, đừng nhường công việc và cũng đừng tìm người khác làm những gì Chúa Ngài kêu gọi chúng ta làm. Bởi vì khi Chúa Ngài gọi, thì Ngài biết chúng ta có khả năng, Chúa mới gọi. Và Ngài cũng sẽ không đòi hỏi chúng ta làm những điều mà quá khả năng của chúng ta. Bởi vì Chúa biết chúng ta có thể làm được, miễn là chúng ta nhờ cậy Chúa, sức toàn năng của Ngài, thì chúng ta sẽ thực hiện được công việc mà Chúa Ngài gọi. Lời bào chữa thứ năm của ông, chúng ta thấy ông nói lên với Chúa là tại sao Chúa lại sai con đi. Ở trong Sách Tôi Ký chương 5 câu 22 đến 23, Môi sẽ trở về và thưa với Đức Giê-hô-va là Chúa, tại sao Chúa ngược đãi dân này? Sao Chúa lại sai con đến đây? Từ khi con yết kiến Pha-ra-ôn và nhân danh Chúa mà nói, thì vua ấy lại ngược đãi dân này và Chúa chẳng giải cứu dân này. Chúng ta thấy tại đây ông đã ra đi theo như sự kêu gọi của Chúa. Và ông ra mắt Pha-ra-ôn, ông nói lên ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ông gặp một sự chống đối, gặp một cái lực chống đối, thì chúng ta thấy rằng ông chạy trở lại, ông thưa với Chúa rằng tại sao Chúa sai con đi mà con lại gặp cái sự thất bại này. Tôi nghĩ rằng
công việc nó phải dễ dàng hơn chứ. Anh chị em yêu nhau, nhiều khi chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta cũng có cảm nhận mình có thể kết quả nhiều hơn. Nếu đây là sự kêu gọi của Chúa, thì mình phải, chức vụ của mình phải có kết quả. Công việc làm của mình nó phải mở rộng một cách nhanh chóng. Anh chị em yêu nhau, xin Chúa giúp đỡ để chúng ta qua cái bài học này, bởi vì chúng ta biết những điều còn lại trong câu chuyện. Chúa, Ngài yểm trợ, và Ngài đã làm 10 phép lạ. Đối với những người Egypto thì đó là 10 cái tai vạ, nhưng mà đối với những người Israel và Môi-se thì Đức Chúa Trời Ngài làm 10 cái phép lạ để yểm trợ ông cho công tác mà Chúa Ngài gọi ông, để giải cứu dân sự của Chúa ra khỏi ách nô lệ, đem họ ra khỏi xứ Egypto. Thì chúng ta hãy kiên nhẫn, ngay cả khi chúng ta làm việc mà chúng ta gặp những chống đối, đừng dừng lại, cứ tiếp tục kiên trì, bởi vì Chúa gọi và Ngài sai phái chúng ta, mà chúng ta làm theo cách của Ngài thì chắc chắn sẽ có kết quả. Vững vàng anh chị em, đừng để những cái sự chống đối làm cho chúng ta nản chí. Cái lời thối thác thứ 6 của Môi-se thì chúng ta thấy ông nêu lên ý đó là những người khác sẽ không lắng nghe tôi hoặc không nhận chức vụ của tôi. Ở trong Sư Thi Ký chương 6 câu 12 và câu số 30, nhưng Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va, thưa Chúa, con là người không có tài ăn nói, dân Israel đã chẳng nghe con, làm sao Pharaoh nghe con được? Rồi câu 30 cho chúng ta thấy Môi-se thưa con là người không có tài ăn nói thì làm sao Pharaoh chịu nghe con? Và chúng ta để ý đến tại đây, dường như tất cả những cái lời thối thác này của Môi-se không thấu tài Chúa, bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đã cho Môi-se thấy rằng những cái lý do bào chữa cũng như những lời từ chối của ông không có lý chút nào, bởi vì ông quên rằng đấng sai phái ông là Chúa toàn năng. Và đây là điều mà xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta nhớ, và xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta thấy rằng Chúa Ngài liên tục nhắc nhở rằng ai mà Ngài gọi thì Ngài cũng trang bị, Ngài cũng hậu thuẫn, Ngài cũng yểm trợ. Như thế Đức Chúa Trời đang nói với Môi-se, Môi-se à, không có kế hoạch B, con cứ làm đi, rồi con sẽ thấy sự yểm trợ của ta. Bây giờ chúng ta thấy, hãy xem câu hỏi mà Đức Chúa Trời đặt ra với Môi-se ở trong chương 4 câu số 2, câu 1 và câu 2. Môi-se thưa rằng, nhưng họ sẽ không tin con và không nghe lời của con, vì họ sẽ nói, Đức Giê-hô-va nào có hiện ra với ông đâu. Câu số 2, Đức Giê-hô-va hỏi, con đang cầm vật gì trong tay? Môi-se thưa, một cây gậy. Chúng ta có thể nghe trong cái giọng nói và sự trả lời của Môi-se, con có nhiều. Khi Chúa hỏi con có vật gì trong tay, ông trả lời một cây gậy. Không có gì nhiều Chúa ơi, chỉ là một cây gậy mà con đã lượm được, con đã chọn và đã sử dụng nó nhiều năm qua. Chỉ là một cây gậy. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ không ra gì nếu đem so sánh với lại quân đội của Pharaoh. Nó sẽ không ra gì so với lại những trang thiết bị của quân đội của người Egypto. Con chỉ có một cây gậy. Một cây gậy. Thưa anh chị em, đối với Chúa, cây gậy này chính là sự trả lời cho thắc mắc của Môi-se, và cũng là sự trả lời cho những thắc mắc của chúng ta. Đây là đánh giá của con người. Con có gì trong tay? Thưa Chúa, không có gì nhiều. Chúng ta biết câu chuyện. Chúng ta có thể dễ dàng để khuyên nhủ Môi-se. Đó là có thể đối với ông chỉ là một cây gậy, nhưng ông đừng quên rằng cây gậy đó mà dâng cho Đức Chúa Trời, thì ông sẽ thấy Đức Chúa Trời có thể làm gì qua một cây gậy. Đức Chúa Trời có thể làm phép lạ chỉ qua một cây gậy. Như chúng ta thấy, cây gậy này, khi Chúa bảo Môi-se ném xuống đất, nó hóa thành, nó biến thành một con rắn. Rồi Chúa bảo ông hãy nắm đuôi con rắn lên, nó lại hoàn trở lại là cây gậy ở trong tay của Môi-se. Và Chúa nói rằng đây là cái dấu. Cây gậy này chính là cái dấu để dân sự biết rằng chính ta đã hiện ra với con và sai phái con. Đức Chúa Trời có thể rẽ nước và giải cứu dân Israel ra khỏi ách nô lệ chỉ bằng một cây gậy. Như Sư Kê Tiêu Ký chương 17 câu số 5 cho chúng ta thấy điều đó. Đức Chúa Trời có thể khiến nước là thứ mang lại và duy trì sự sống đổ ra từ hòn đá khi cây gậy này đập vào trong hòn đá đó. Đức Chúa Trời có thể đánh bại dân Amalek khi cây gậy này được đưa lên ở trước mặt Ngài. Khi cây gậy nằm ở trong tay của Môi-se, khi Môi-se đứng ở trên gò nóng và đưa lên trước mặt Chúa, thì Chúa Ngài đã đánh bại dân Amalek bởi cây gậy của Môi-se đã được đưa lên. Chỉ cần một cây gậy của Môi-se
Nhưng có điều khác biệt mà chúng ta cần nhớ tại đây. Ở trong Sứ Tô Ký chương 4 câu 20 cho chúng ta thấy. Và đây là một trong những ý quan trọng mà chúng ta cần nhớ. Môi-se đỡ vợ và các con trai của mình lên lưng lừa và lên đường trở về Ai Cập. Ông cũng cầm trong tay cây gậy của Đức Chúa Trời. Đây là điều tuyệt vời xảy ra. Anh chị em, cây gậy, chỉ một cây gậy trong ánh mắt của chúng ta, nhưng mà nó sẽ trở thành cây gậy của Đức Chúa Trời khi chúng ta dâng nó cho Chúa. Những gì chúng ta nghĩ rằng nó quá ít, không thấm vào đâu, nó sẽ trở nên nhiều khi chúng ta dâng nó trong tay của Chúa. Và chúng ta thấy ở tại đây, khi Môi-se bằng lòng dâng cây gậy ở trong tay của Chúa, thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài nhận cây gậy từ nơi Môi-se. Ngài đổ quyền năng của Ngài vào, trao trở lại trong tay của Môi-se để Môi-se cầm. Và từ đó cây gậy đã được gọi là cây gậy của Đức Chúa Trời. Chữ của tại đây thuộc về Đức Chúa Trời. Và anh chị em yêu dấu của tôi, khi chúng ta dâng cho Chúa điều mình có, dù trong ánh mắt của chúng ta nó là điều rất nhỏ, đối với Môi-se tại đây nó chỉ là một cái khúc gỗ, mà chúng ta biết người chăn chiên có thể sử dụng cái cây gậy này để có thể ném và cây gậy nó bay đi một cách xa trong một cái khoảng cách. Khi có những con chiên nó đang lang thang đi xa thì người chăn có thể ném cái cây gậy này để chiên được thức tỉnh và nó trở lại trong bầy của nó. Ông có thể dùng cây gậy này ở trong công việc hàng ngày, trong việc chăn chiên. Nhưng khi nó được giao trong tay của Đức Chúa Trời, khi nó được dâng cho Chúa, thì cây gậy đó bắt đầu mặc lấy quyền năng. Cây gậy đó bây giờ trở nên một cây gậy sẵn sàng để làm những công việc siêu nhiên và được đổi tên là cây gậy của Đức Chúa Trời. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta dám dâng cho Chúa cây gậy của mình, cái gì chúng ta đang có trong tay của mình. Bởi vì chúng ta thấy đó, ít có thể thành ra nhiều khi có Chúa ở trong đó. Tầm thường trở nên phi thường khi có Chúa trong đó. Những điều tự nhiên, nhưng khi Chúa Ngài có mặt và Ngài ban phước thì có thể trở nên siêu nhiên ở trong phước hạnh của Chúa. Hãy nghe Chúa hỏi chúng ta trong thời gian này, cái gì trong tay của ngươi vậy? Anh chị em, chúng ta đang có gì trong tay? Một cây gậy chăng? Một cây kim chăng? Một sợi chỉ đỏ điều chăng? Một khả năng bình thường như chúng ta nghĩ. Nhưng khi chúng ta giao trong tay của Chúa, dâng cho Ngài, Chúa có thể sử dụng và làm những công việc lạ lùng của Ngài. Có một người chúng tôi biết có khả năng may những cái mền, những cái chăn, mặc dù nó rất là nhỏ, và đặc biệt là để dành cho các bé sanh thiếu tháng. Người này dâng khả năng này trong tay của Chúa trong một sự kêu gọi là những đứa trẻ này cần được bao phủ bằng sự cầu nguyện. Và họ đã làm những cái chăn này, những cái mền này, rồi đặt tay và cầu nguyện. Xong bà gửi tặng cho những cha mẹ có con đang ở trong bệnh viện Texas Children Hospital, ở trong cái khu cho những trẻ sanh thiếu tháng. Và những cái vật thể này đã được cầu nguyện đó, đã đem lại sự khích lệ. Và bởi sự sức dầu của Chúa ở trên những cái chăn mền này mà những đứa trẻ đã được sức và có thể xuất viện một cách nhanh chóng. Nếu chúng ta nhìn lại, chúng ta có thể nói, ô, một cái khả năng mai vá như vậy, nó có ý nghĩa gì đối với là nhu cầu của các bé lớn như vậy? Nhưng chúng ta thấy khi người chị em này dâng cái khả năng mặc dù rất là đơn sơ của mình, mà nhiều người trong chúng ta đều có thể làm được đó. Dâng cho Chúa đi. Chúa Ngài có thể sử dụng để làm nên những việc lớn lao, đem lại ích lợi và phước hạnh cho nhiều gia đình khi chúng ta dâng trong tay của Chúa. Câu hỏi thứ hai của Đức Chúa Trời qua người của Đức Chúa Trời cho một người đàn bà quá: bà có gì ở trong nhà? Ở trong Các Vua thứ nhì chương 4 câu 1 cho đến câu số 7 mà chúng ta đã học qua trong sứ điệp, Chúa Ngài đã hóa những điều ít thành nhiều ở trong sự chu cấp lạ lùng của Chúa. Thì Các Vua thứ nhì chương 4 câu 1 đến câu 7 ghi chúng ta: lúc ấy có vợ của một trong số môn đồ của các nhà tiên tri kêu cứu với Elise: chồng tôi là đầy tớ của ông đã qua đời. Và ông biết rằng đầy tớ của ông kính sợ Đức Giê-hô-va. Bây giờ chủ nợ đến đòi bắt hai đứa con tôi làm nô lệ. Elise nói với bà: tôi có thể giúp gì cho bà đây?
xin cho tôi biết trong nhà bà còn có gì không? Bà thưa, tớ gái ông chẳng còn gì trong nhà, trừ một bình dầu nhỏ. Ông bảo hãy đi mượn thật nhiều bình không của những người láng giềng, đừng mượn ít. Khi trở về, bà và các con hãy vào nhà, đóng cửa lại, rồi đổ dầu vào tất cả các bình đó. Bình nào đầy để riêng ra. Bà từ giả nhà tiên tri, sau đó bà và các con của mình vào nhà, đóng cửa lại. Chúng đem bình đến để bà rót dầu vào. Khi các bình đều đầy dầu, bà bảo con đem cho mẹ một bình nữa. Nhưng nó đáp, không còn bình nào nữa cả. Dầu liền ngừng lại. Bây giờ bà đến trình cho người của Đức Chúa Trời, ông nói, hãy đem dầu đi bán mà trả nợ. Rồi bà và các con sẽ sinh sống với số dầu còn lại. Cảm ơn Chúa. Người phụ nữ này ở trong tình trạng vô vọng và bất lực. Bà không có chồng, chồng vừa mới chết. Bà mắc một cái số nợ rất lớn. Chủ nợ đang tìm bắt con của bà để làm nô lệ trừ nợ. Bà không có gì, bà cũng không còn có một hy vọng nào. Đức Chúa Trời có thể sử dụng một người trong tình trạng như vậy không? Câu trả lời rằng có. Người của Đức Chúa Trời đã hỏi, trong nhà ngươi có gì? Đôi khi giải pháp nó nằm ngay ở trong nhà của mình đó anh chị em. Và luôn cả những gì chúng ta có nó nhỏ lắm. Trường hợp ở đây trong ánh mắt của bà nói, thoạt đầu bà trả lời như thế này, tớ gái ông chẳng còn chi ở trong nhà. Đó là không có gì trừ ra. Một lần nữa chúng ta thấy ở đây sự đánh giá của con người. Trong ánh mắt của chúng ta có thể chúng ta thấy rằng không có bao nhiêu, rất là ít. Nhưng mà nhớ, khi Đức Chúa Trời nhúng tay vào, ít có thể thành ra nhiều, nhỏ có thể trở nên lớn. Không có gì ngoài một ít dầu. Dầu tượng trưng cho điều gì anh chị em? Kinh Thánh cho chúng ta thấy dầu là hình bóng của Đức Thánh Linh. Và tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có Thánh Linh. Hãy nhớ một điều này. Đừng xem thường sự hiện diện, quyền năng và sự sức dầu của Ngài trong đời sống của chúng ta. Ngài có thể làm những công việc lớn lao vĩ đại khi chúng ta chịu tiếp nhận và để Chúa Ngài hành động ở trong cuộc đời của chúng ta. Và có một ít dầu, thấy dường như ít, nhưng mà nó trở nên nhiều khi nó được đổ ra trước mặt Chúa. Chừng đó dầu là quá đủ. Bà không kể Chúa vào ở trong cái hoàn cảnh của mình thì nó chỉ là một ít dầu còn lại. Nhưng khi chúng ta mời Chúa bước vào, khi chúng ta thiệp vào, khi chúng ta mời Chúa nhúng tay vào, khi chúng ta giao trong tay của Chúa, thì chúng ta thấy rằng đủ để có thể trả nợ và còn cho bà và hai con trai của mình sống nhiều ngày sau đó, bởi số lượng dầu được Chúa Ngài làm nhiều lên từ một ít dầu mà bà còn lại ở trong nhà của mình. Đây cũng là một phước hạnh, và tôi tin rằng khi chúng ta dám dâng cho Chúa, dù đối với chúng ta nó không còn gì nữa, ngoài ra một số ít tiền, ngoài ra một cái gì đó mà chúng ta có trong tay, nhưng mà hãy nhớ một điều, khi chúng ta nhờ cậy Chúa, chúng ta dâng cho Ngài, thì Chúa Ngài có thể biến nó trở nên nhiều. Chính những người nghĩ rằng họ không cần gì nữa đã ngăn cản ân điển của Đức Chúa Trời. Như chúng ta thấy ở trong Khải Huyền chương 3 câu 20, để ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Từ một chỗ vắng sự hiện diện của Chúa, từ một chỗ mà chúng ta bị ngăn cách với sự hiện diện của Đức Chúa Trời, khi chúng ta bằng lòng mở cửa lòng của mình, và Chúa khi Ngài bước vào thì lời hứa của Ngài rằng ta sẽ vào cùng người ấy. Rồi chúng ta thấy một sự thông công thân mật ở đây, ăn bữa tối với người, rồi người với ta. Cảm ơn Chúa vì Chúa có quyền để làm công việc đó. Hãy mời Chúa can thiệp vào trong hoàn cảnh của chúng ta. Đừng chỉ nhìn thấy hoàn cảnh của mình thực tại, mình có bao nhiêu, nhưng mà nhớ rằng một ít, nhưng mà khi Chúa Ngài nhúng tay vào, Ngài có thể hóa nó thành nhiều. Cảm ơn của Chúa. Một điều khác mà chúng ta thấy người đàn bà này được giải cứu khi bà làm ba điều. Thứ nhất là bà sẵn sàng bước ra ngoài với đức tin theo lời của tiên tri Lyse để đi mượn các bình chứa. Tôi tin rằng bởi đức tin, bà phải chuẩn bị để có thể có câu trả lời. Khi những người láng giềng hỏi bà mượn những cái bình này để làm gì? Tôi tin rằng bà đã được khích lệ từ lời của tiên tri Elise. Và bà vâng lời với một cái đức tin rằng bà mượn được bao nhiêu cái bình không mang về nhà thì bà sẽ nhận được một cái gì đó. Mặc dù lúc đó thì chúng ta thấy rằng bà có thể chưa thấy hết bằng mắt,
Nhưng mà bà đã thấy ở trong đức tin rằng những gì bà có thể mượn được, Chúa sẽ làm đầy nó. Thứ hai, chúng ta thấy bà đóng cửa lại và mở rộng những chiếc bình trống không của mình trước mặt Chúa với một cảm giác khao khát trong đợi bằng đức tin. Tức là bà đổ cái bình dầu của mình. Nếu lý trí thì chúng ta tại đây có thể phân bua với Chúa hay là người của Đức Chúa Trời. Tôi chỉ còn một ít dầu. Bây giờ đem đổ vào trong những cái bình khác. Thì nếu không có chuyện gì xảy ra thì tôi lại mất đi những gì mà tôi có, mà tôi còn lại. Và chúng ta thấy của dầu đó, nếu đổ vào một cái bình khác mà nó trống, nó khô, nó sẽ hút đi hết tất cả số dầu mà bà còn lại trong cái bình đó. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời, bà có đức tin để làm công việc mà chúng ta thấy phước hạnh tại đây. Và thứ ba, chúng ta thấy bà sẵn sàng đổ những gì mình có vào trong những cái bình trống không. Mặc dù đó là những cái bình thuộc về người khác, nhưng mà đã được lấp đầy khoảng trống mà nhu cầu cuộc sống của bà đã được đáp ứng. Và tôi tin rằng bà cũng có thể tiếp tục công việc và gia đình của bà có thể làm nguồn phước đối với những người láng giềng của mình với số lượng dầu mà Chúa Ngài đã cho quá ra nhiều đến như vậy. Tôi có thể làm gì cho anh, cho chị, cho bạn? Là thái độ, là cuộc sống mà tôi tin rằng Chúa Ngài đang muốn tất cả chúng ta là cơ đốc nhân, là con cái của Chúa trong VBC Houston. Chúng ta chọn sống thái độ này để rồi chúng ta sẽ thấy sự phong phú của ơn của Chúa, của quyền năng của Ngài, của sự tiếp trợ của Chúa sẽ khiến chúng ta làm nguồn phước cho những người mà chúng ta bằng lòng muốn giúp đỡ họ ở trong ơn của Chúa. Câu hỏi cho mỗi chúng ta là bạn có gì để cho ra không? Bạn đang có điều gì ở trong tay? Tôi tớ của ông không có gì cả trừ một ít dầu. Chữ trừ tại đây cho chúng ta thấy rằng bà sực nhớ, mặc dù nó nhỏ nhưng mà không có, không còn gì hết trừ ra một ít dầu. Đó là một chất xám, đó là một cái vốn liếng cần thiết khi chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời để Ngài có thể làm công việc lớn của Ngài. Một trường hợp thứ ba mà chúng ta sẽ suy nghĩ buổi tối hôm nay đó là đứa bé trai có gì trong tay. Ở trong Phúc Âm Mác chương 6 câu 35 đến 44. Khi trời về chiều, các môn đồ đến thưa với Ngài: nơi này hoang vắng mà trời đã chiều rồi. Xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các vùng quê làng mạc lân cận mua thức ăn. Nhưng Ngài bảo: chính các con hãy cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng: chúng con phải đi mua đến 200 đơ-ni-ê bánh cho họ ăn sao? Ngài bảo: hãy đi xem các con có bao nhiêu bánh. Sau khi xem xét, các môn đồ thưa: có 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài bảo các môn đồ sắp xếp dân chúng ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng nhóm, nhóm 100, nhóm 50. Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn, rồi bẻ bánh và trao cho các môn đồ để phân phát cho dân chúng. Ngài cũng chia 2 con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn no nê. Họ thu lại được 12 giỏ đầy những mẫu bánh và cá thừa. Số người ăn là 5.000 người. Cảm ơn Chúa. Câu hỏi mà Chúa Giêsu hỏi các môn đồ của Ngài đó là: hãy đi xem các con có bao nhiêu bánh. Các con có gì ở trong tay? Thì chúng ta thấy ở đây là họ quay trở lại và báo cho Chúa biết đó là họ có được 5 cái bánh và 2 con cá. Phúc Âm Giăng chương 6 câu số 9 thì nói: có một cậu bé có 5 cái bánh lúa mạch và 2 con cá. Nhưng đông người như thế này thì ngần ấy có thấm vào đâu? Một lần nữa chúng ta thấy Môi-se cũng đưa lên lý do. Người đàn bà quá cũng nêu lên lý do. Bởi vì họ trông quan điểm của con người, nhìn thấy những gì ít, những gì tầm thường mà họ có trong tay. Chừng đó đông người như thế này thì ngần ấy có thấm vào đâu? Ma-thi-ơ chương 14 câu số 17 cũng cho chúng ta thấy ở đây chúng con chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá. Chúng ta thấy cái chữ chỉ có tại đây cho thấy rằng Chúa bảo chúng con làm công việc quá lớn, mà tại đây thì chúng con chỉ có chừng này. Anh chị em yêu dấu, họ suy nghĩ rất con người phải không? Chúng ta thấy mình cũng đã từng có những cái sự suy nghĩ như vậy. Đứng trước một nhu cầu rất lớn, đứng trước những công tác mà Chúa toan định làm xuyên qua đời sống của chúng ta, chúng ta thường nhìn vào trong, chúng ta nhìn vào những gì mình đang có trong tay, rồi chúng ta suy nghĩ theo cách của con người. Chỉ có một cây gậy, chỉ có một ít dầu, chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá.
Đó là phần của chúng ta. Nhưng mà đừng quên, Đấng hỏi chúng ta những điều đó. Đấng hỏi Môi-se, Đấng hỏi người đàn bà quá qua tiên tri Elise, Đấng hỏi các môn đệ của Ngài. Ngài biết, khi chúng ta bằng lòng dâng cho Chúa những gì mình có trong tay, Chúa có thể nhúng tay vào và Ngài biến nó trở nên nhiều, mặc dù bắt đầu nó là con số ít. Chúng ta thấy ít trở nên nhiều khi Đức Chúa Giê-xu Ngài ban phước cho nó, tạ ơn Cha rồi bẻ ra, bảo các môn đồ của Chúa đi và phân phát cho người ta. Nhóm 100 người, nhóm 50 người, Chúa Ngài bảo họ sắp đặt như vậy để có thể đếm được tổng số người. Kết quả chúng ta thấy lời của Chúa cho biết rằng có 5.000 người đàn ông có mặt ở trong ngày hôm đó, chưa kể đàn bà con nít. Và sau khi mọi người ăn no nê rồi, các môn đệ của Chúa được Chúa Ngài bảo họ hãy đi lượm những mẫu thừa. Họ lượm và thấy rằng đầy 12 giỏ. Ngài khen Chúa, một ít ở trong tay Chúa có thể trở nên nhiều là như vậy. Cảm ơn Chúa. Có bao nhiêu ổ bánh mì? Chúa Giê-xu hỏi, cái gì trong tay của ngươi vậy? Xin Chúa cho chúng ta nhận biết những gì mình có, cộng với quyền năng của Đức Chúa Trời, có thể trở nên những điều lớn lao trong ơn của Chúa. Bây giờ câu hỏi mà tôi xin được đặt ra với mỗi chúng ta. Bạn đang có gì trong tay? Chúa Giê-xu sẽ không bao giờ đòi hỏi nhiều hơn những gì chúng ta có. Nhưng để quyền năng và phép lạ của Ngài được thấy ở trong đời sống của chúng ta, trong chức vụ của chúng ta, trong sự phục vụ của chúng ta, thì chúng ta phải sẵn sàng và sẵn lòng dâng cho Ngài những gì chúng ta có. Tôi đi một lượt trong những con người mà chúng ta thấy Kinh Thánh cho chúng ta biết họ có những điều rất tầm thường mà Chúa đã làm những việc lớn xuyên qua họ. Samga có một cây gậy để thúc bò. Trong các quan sát chương 3 của 31 nói, sau Ehud có Samga, con trai của Anat. Ông dùng gậy thúc bò đánh giết 600 người Philistine. Vậy, ông cũng là người giải cứu dân Israel. Một người có một cái cây gậy để thúc những con bò, để nó đi, nó bước tới. Ông dùng cái cây gậy đó để giết 600 người Philistine đã lấn chiếm và cai trị trên dân sự của Chúa. Cho nên bởi một cái cây gậy thúc bò thôi, thì lời của Chúa nói rằng vậy ông cũng là người giải cứu dân Israel. David có một cái trành ném đá, Chúa đã dùng để giải cứu dân sự của Ngài. Samson có một cái hàm lừa, cái hàm răng của con lừa đó. Các quan sát chương 15 câu 15 nói, thấy một cái xương hàm lừa còn tươi, ông vớ lấy và đánh giết 1.000 người Philistine. Câu 16, bây giờ Samson nói, với một xương hàm lừa, giết thay chất thành đống, với một xương hàm lừa, ta đánh giết cả 1.000 tên. Một cái hàm lừa. Nhưng trong sự sức giàu và quyền năng của Chúa, ông có thể đánh hạ và giết một số đông người như vậy, 1.000 người. Rahab, kỳ nữ Rahab có cái gì? Bà có tấm lòng để bảo vệ các thám tử. Nhưng mà chúng ta để ý đến tại đây, đó là bà có một sợi chỉ màu đỏ điều. Và chính cái sợi chỉ này bà đặt ở trong tay của Chúa. Bà cột trên cửa sổ của mình. Bà đã cứu bà, gia đình của cha bà, của gia tộc của bà, với một sợi chỉ màu đỏ điều. Rahab đã cứu được gia đình của mình. Marie có một bình dầu thơm. Môi-se có một cây gậy. Đô-ca có một cây kim mai vá. Bà đã mai áo cho những người đàn bà quá và những người phụ nữ trong sự phục vụ. Tất cả đều được Chúa Ngài sử dụng. Một cái gậy thúc bò, một cái tranh ném đá, một cái hàm lừa, một sợi chỉ đỏ điều, một cái bình dầu, một cây gậy, một cây kim mai vá. Giao trong tay của Đức Chúa Trời có thể làm nên một chức vụ, có thể làm nên một sự phục vụ đầy ý nghĩa và siêu nhiên phước hạnh. Bạn đang có gì trong tay? Như tôi nói khi nãy, một người với cái kim mai vá của mình đã làm những cái chăn rồi cầu nguyện trên những cái chăn đó, đem vào trong bệnh viện, ở trong khu của
những bé sơ sinh sanh thiếu tháng. Và chính công việc của tay mình đã đem lại sự khích lệ và phục vụ rất là nhiều người. Một câu chuyện khác, các chị em trong hội thánh của Chúa đã tham gia vào trong một công tác. Họ dâng cho Chúa một khoản tiền và thì giờ của mình để hợp tác với hội thánh trong việc mua những nhu yếu phẩm để đi đến cũng bệnh viện đó, Texas Children's Hospital, để giúp đỡ và quỹ lạo, khích lệ cho những phụ huynh, cho những cha mẹ có con đang ở trong khu của những đứa trẻ sanh thiếu tháng. Và nhiều người đã được phước và nhiều cuộc đời đã được giúp đỡ qua một vụ này. Nhưng người dân cho Chúa những cái gì rất nhỏ, nhưng mà Chúa Ngài đã đổ quyền năng của Ngài vào và khiến cho nó trở nên rất lớn ở trong công việc của Chúa. Mọi điều tốt lành ở trong tay của bạn có thể trở thành vũ khí chinh phục ở trong tay của Chúa, có thể trở nên nguồn phước cho nhiều cuộc đời, có thể trở nên những điều rất ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng tôi khuyến khích anh chị em, ngay cả trong thời giờ này, xem lại mình có cái gì mà mình làm tốt nhất, có một cái khả năng nào mà mình có ở trong đời sống của mình. Nếu anh chị em chịu dâng cho Chúa, Đức Chúa Trời có thể sử dụng điều đó để làm lớn lên. Như tôi đã chia sẻ với anh chị em về cụ Nguyễn Nhạc. Người đã lớn tuổi, ông đã dâng cho hội thánh của Chúa một số băng cassette và một cái máy để sao chép băng cassette. Mà một vụ của việc phổ biến lời của Chúa, của hội thánh của chúng ta, đã được Chúa Ngài sử dụng để làm nguồn phước cho nhiều người trên thế giới. Bắt đầu với sự dâng hiến của một người rất là lớn tuổi. Chúa có thể sử dụng những gì chúng ta dâng trong tay của Ngài. Anh chị em yêu dấu, hãy nhìn lại. Nếu chỉ một cái sợi chỉ của kỳ nữ Rahab, nếu chỉ bởi một cái bình dầu cam tùng của Mary, nếu chỉ bởi một cái trần ném đá, với một cây gậy của Môi-se, với 5 cái bánh và 2 con cá của đứa con trai, với một cái hàm lừa ở trong tay của Samson trong sự sức dầu của Đức Chúa Trời, một cây gậy thúc bò của Samga, mà chúng ta thấy những việc lớn như vậy đã xảy ra. Và còn nhiều nhiều điều nữa. Nếu chúng ta chịu nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng, tôi tạm dùng chữ là chuyên môn, để có thể làm những việc nhỏ thành ra lớn khi chúng ta dâng ở trong tay của Ngài. Ngài có thể làm cho nó nhân bội lên, Ngài có thể làm cho nó nhân lên gấp bao nhiêu ngàn lần khi chúng ta bằng lòng dâng ở trong tay của Chúa. Cho nên khi Chúa hỏi chúng ta, con đang có gì trong tay đó, hãy trả lời với Chúa bằng hết cả tấm lòng, con có cái này, con có khả năng này, xin Chúa Ngài sử dụng. Mới đây tôi nghe một cái một vụ cũng rất là được khích lệ. Đó là một hội thánh của người Hàn Quốc ở tại thành phố Houston của chúng ta tại đây. Thì có các chị em tín hữu trong hội thánh, họ là những người có những cái công việc làm đẹp, móng tay, cắt tóc, và họ đã bằng lòng dâng cho Chúa để có thể tổ chức những cái lớp huấn luyện để giúp đỡ cho những người phụ nữ Hàn Quốc khác cũng như những người Hoa Kỳ sống ở gần họ, để trang bị, để giúp đỡ luyện tay khéo cho các chị em này, giúp họ có cái công việc được gọi là huấn nghệ, để giúp đỡ cho những người không có khả năng trở nên có khả năng để có thể kiếm tiền được. Cho nên luôn cả các chị em là những người ở trong sự phục vụ đó, đừng nghĩ rằng cái khả năng này của tôi thì nó có xứng đáng gì. Hãy nhớ một điều, khi chúng ta dâng cho Chúa, Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi chúng ta và chúng ta dâng cho Chúa. Luôn cả những cái khả năng của chúng ta mà chúng ta nghĩ rằng chừng này thì nó thấm vào đâu, chuyện này thì nó có giúp ích gì, Đức Chúa Trời Ngài có thể biến nó trở nên một mục vụ lớn lao, tốt đẹp. Và nhiều câu chuyện khác nữa mà tôi có thể khích lệ anh chị em. Nhưng mà xin để Đức Thánh Linh Ngài giúp đỡ cho anh chị em, để khi Ngài kêu gọi và Ngài hỏi con đang có gì trong tay, mỗi người trong chúng ta có thể trả lời trước mặt Chúa. Vì anh chị em không cần tôi để trả lời trước mặt Chúa cho anh chị em, mà mỗi người trong chúng ta hãy trả lời như Môi-se đã trả lời, như người đàn bà quá này đã trả lời. Người có gì trong tay, người có gì trong nhà, người có khả năng gì. Khi chúng ta dâng cho Chúa, Chúa có thể biến những điều đó thành phước hạnh.
Những điều này xảy ra, chúng ta phải làm 4 điều. Đừng có lý do thối thác cho bản thân mà coi thường những gì chúng ta có. Luôn cả chúng ta thấy mình là người nói lắp đi nữa, không có tài ăn nói đi nữa. Và nhiều người Việt Nam của chúng ta đã núp ở phía sau điều này. Ông mục sư, tôi không thể nói chuyện trước đám đông được. Chúa gọi, chúng ta dám dâng ở trong tay của Chúa. Thì chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy Môi-se. Ông chẳng những nói với Pharaoh, mà khi Chúa ngày phục hồi và ban phước, thì chúng ta thấy ông đã trở nên người lãnh tụ, hướng dẫn, phán xét dân sự của Chúa từ sáng cho đến chiều, và dân chúng xếp hàng để nghe ông giúp đỡ. Chúng ta thấy David với cái trận ném đá, nhưng khi ông giao trong tay Chúa khả năng này, ông nhân danh Chúa, ông bỏ một hòn đá vào và ông ném nó đi, thì hòn đá nó bay và lọt thấu qua mão sắt, nón sắt, lọt thấu vào trong trán của Goliath để đánh hạ Goliath, và Goliath đã ngã sắp xuống mà chết với một cái trận ném đá. Anh chị em, những khả năng mà chúng ta có được ở trong tay, đừng xem thường nó. Hãy nhận nó và định giá cho nó rằng khi nó được giao trong tay của Chúa sẽ là nguồn phước cho nhiều người. Thứ hai, đặt những ân tứ của chúng ta dưới chân của Chúa để Ngài ban phước cho những nỗ lực của chúng ta. Dâng cho Chúa đi. Chúa nhận. Ngài có quyền pháp lý, nó trở nên của Chúa. Ngài đổ quyền năng sự sức giàu của Ngài vào khi Ngài có quyền sở hữu, rồi Ngài giao lại trong tay chúng ta để chúng ta quản lý. Chắc chắn những gì chúng ta có sẽ trở nên rất hiệu quả trong tay của Chúa. Thứ ba, mong đợi Chúa sức giàu cho chúng ta, để khi chúng ta bước đi trong sự vâng lời, Chúa Ngài sẽ làm những việc lớn của Ngài trong đời sống của chúng ta. Thứ tư, bước ra trong đức tin và bắt đầu cống hiến cuộc đời của mình để giúp đỡ cho những người có cần chung quanh đời sống của chúng ta. Hãy nhớ, Chúa ban cho chúng ta những khả năng. Và tôi thường nhắc anh chị em ý niệm này. Ngày chúng ta chào đời, Đức Chúa Trời đã định cho những việc lành mà Chúa Ngài đã sẵn sàng trước cho chúng ta làm theo. Ngài đã định và ban tặng chúng ta cho nhân loại. Chúng ta có một giải pháp cho nhu cầu của gia đình nhân loại đã được đặt để trong chúng ta. Hãy để dâng nó vào trong tay của Chúa. Chúa có thể sử dụng nó để làm việc lớn ở trong ơn của Ngài. Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ thấy quyền năng làm việc một cách kỳ diệu của Đức Chúa Trời sẽ chiếm lấy và bắt đầu hành động trong cuộc sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tôi muốn kết thúc bài học hôm nay và cầu nguyện cho 4 đối tượng. Thứ nhất, tôi muốn cầu nguyện cho những ai đã so sánh mình với những người khác và thấy rằng người ta có tài hơn, người ta có ơn hơn. Rồi chúng ta coi thường ân tứ khả năng mà Chúa Ngài đã ban cho chúng ta. Đừng ngồi ước ao những gì của người khác, nhưng hãy nhận biết những gì chúng ta đang có. Tôi muốn cầu nguyện cho các anh chị em đó trong thời gian này. Cho kính yêu, con dâng các anh chị em con ở trong tay của Chúa, nhất là những người đã bị mắc bẫy của Satan. Chúng con đã chơi trò chơi so sánh, và chúng con nhìn thấy ân quyền của Chúa và những gì Chúa ban cho trong cuộc đời của những người khác. Rồi chúng con xem thường những gì Chúa đặt ở trong chúng con. Chúng con có thể nhìn và ganh tị với người được Chúa ban cho 5 ta lân, 2 ta lân. Tại sao con chỉ có 1? Xin Chúa giúp đỡ để chúng con thắng được. Các anh chị em của chúng con sẽ đứng dậy và nói rằng, tôi sẽ quản lý tốt nhất những gì Chúa đặt ở trong tay của tôi. Bằng cách dâng cho Chúa, anh chị em ơi, hãy dâng cho Chúa đi. Luôn cả những điều chúng ta nghĩ rằng mình đã già rồi, có thể làm gì được. Tôi xin Chúa khích lệ anh chị em để anh chị em biết rằng quý cụ, quý ông bà là những người lớn tuổi. Hãy dâng thời gian mình có để làm những người cầu thai, để Chúa có thể sử dụng, đem lại sự khích lệ, đem lại sự nâng đỡ và sự bảo vệ cho những chức vụ của các đầy tớ của Chúa, của các anh chị em của mình. Có thể hậu thuẫn với những phụ huynh đang có con cái hư hỏng, sống xa Chúa, để rồi chúng ta sẽ thấy chúng được kéo về trong ơn của Chúa. Chúng con xin Chúa giúp đỡ cho anh chị em chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài. Đối tượng thứ hai, tôi muốn cầu nguyện cho những ai cảm nhận được tiếng gọi của Chúa trong cuộc đời của mình, nhưng vì sợ hãi, chúng ta đã viện cớ và đã trốn chạy khỏi những gì Chúa muốn chúng ta làm. Cho dấu con dân, các anh chị em đang ở trong tình trạng này, xin Chúa là đấng trang bị, yểm trợ
giúp đỡ cho anh chị em chúng con biết rằng Ngài không gọi những người hội đủ điều kiện, nhưng Ngài làm đủ điều kiện những người Ngài gọi. Ngài hậu thuẫn, Ngài yểm trợ. Xin giúp đỡ cho chúng con để chúng con quay trở lại với Chúa và thưa với Chúa rằng là Chúa có con đây, xin hãy sai con. Và xin Chúa trong sự sai phái của Ngài yểm trợ các anh chị em chúng con cho những công tác lớn lao mà Chúa Ngài sẽ dùng trong những ngày sắp đến. Cho con cảm ơn Chúa. Thứ ba, tôi muốn cầu nguyện cho những người đã cố gắng đáp lại tiếng gọi của Chúa và rồi chúng ta gặp sự thất bại, chống đối và chúng ta đã thối chí. Môi-se gặp sự chống đối và phản ứng của Pharaoh, cũng như dân chúng, dân sự của Chúa đã trách móc ông. Ông quay trở lại với Chúa. Thì Chúa Ngài đã giúp đỡ cho ông thấy được rằng Ngài là đấng sẽ yểm trợ ông đến cùng. Cho dấu con dân các anh chị em của con trong dạng này, xin Chúa giúp đỡ để chúng con có thể đáp lại với sự kêu gọi của Chúa và nhận biết rằng sự chống đối là việc tự nhiên, thất bại là điều có thể xảy ra, nhưng một lần thất bại thì không phải là một người thất bại, nhưng chỉ là một kinh nghiệm, một từng trải. Giúp chúng con, Chúa giáo, để chúng con trở lại làm đúng theo như sự kêu gọi của Chúa, dâng cho Chúa cuộc đời của mình một cách tươi mới. Và trong sự kiên trì, chúng con sẽ thấy được khi chúng con trung tín với những gì Chúa Ngài gọi và chọn chúng con. Chúng con có thể cứu nhân loại như Noe đã làm, thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu và cuối cùng đã cứu được cả gia đình của mình. Lạy Chúa, xin ban phước để chúng con trong sự trung tín đối với những công tác Chúa Ngài giao phó, chúng con có thể cứu dân tộc của mình như hoàng hậu Esther, và trong sự trung tín của mình mà chúng con thấy Chúa có thể sử dụng để bà có thể cứu dân tộc của mình khi làm bại mưu kẻ thù muốn treo cổ tất cả những người Do Thái. Chúng con xin Chúa giúp đỡ để chúng con trung tín với sự kêu gọi của Chúa, dù chúng con đối diện với những thách thức, dù chúng con đã gặp thất bại. Xin giúp đỡ để chúng con trở lại dâng cho Chúa một cách tươi mới đời sống của mình. Anh chị em của chúng con là sẽ được Chúa Ngài dùng chúng con và thấy những gì Chúa Ngài thành toàn trong việc sử dụng cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Những người thứ tư mà tôi cầu nguyện cho các anh chị là những người đã bỏ cuộc vì thất bại trong quá khứ, vì những sa ngã trong cuộc đời. Bạn cảm thấy như là mình đã bị thất sủng, thấy rằng mình tội lỗi, Chúa không thể sử dụng mình được nữa. Hãy nhớ rằng một kỳ nữ Rahab vẫn có thể được Chúa Ngài sử dụng. Và điều tuyệt vời, bà sau khi được cứu thì được ở gần với dân sự của Chúa và đã được Chúa Ngài đưa bà vào trong gia phổ của Đức Chúa Giê-xu. Ngài có quyền để sử dụng những cái bình bể, những cái bình cũ. Hãy dâng cho Chúa luôn cả những thất bại của mình. Biết đâu chừng Chúa có thể dùng câu chuyện của mình như những anh em nghiện ngập sau khi được phục hồi đã có lời làm chứng và giúp đỡ cho những người cùng một hoàn cảnh với mình trước đây, để họ cũng được phục hồi và đời sống của họ được cứu, được phước và trong ơn của Chúa. Là Cha xin nâng đỡ các anh chị em chúng con, là những người đã vấp ngã, đã thất bại khi quay về với Chúa. Xin Chúa gia ơn một cách đặc biệt và sử dụng luôn cả câu chuyện cuộc đời của anh chị em của chúng con để có thể làm nguồn phước cho muôn người. Chúng con cảm ơn Ngài. Là Chúa, chúng con muốn dâng cho Chúa những gì chúng con đang có trong tay. Khả năng giải kinh thánh, giảng dạy lời Chúa, khả năng có thể khích lệ những người ngã lòng. Xin ban ơn, xin cho chúng con mỗi người có khả năng để chúng con có thể khích lệ những người đang ngã lòng, cho chúng con trở nên những người có cái lưỡi được dạy dỗ, có một cái môi miệng được dạy dỗ, để chúng con biết lấy những điều Chúa Ngài dạy dỗ chúng con mà giúp đỡ những người ngã lòng. Xin dạy chúng con, giúp đỡ chúng con lắng nghe
Tiếng Chúa phán sự dạy dỗ của Ngài như là một người học trò lắng nghe sự dạy dỗ của Thầy, để chúng con có thể bước ra từ sự hiện diện của Chúa trong những giờ tĩnh nguyện, trong giờ chúng con ở riêng với Ngài, và nhận được ơn của Chúa, sứ điệp từ nơi Ngài để khích lệ giúp đỡ cho những người xung quanh của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con dâng mối chúng con một cách tươi mới trong tay của Ngài. Xin Chúa sử dụng những gì chúng con đang có trong tay, và là Chúa đổ quyền năng vào để khiến nó trở nên những điều hữu dụng ở trong tay của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Những lời thách thức ở trong buổi tối hôm nay sẽ khiến chị em được động viên, được khích lệ và dâng cho Chúa những gì mình có, luôn cả những điều nhỏ nhất trong sự suy nghĩ của mình. Hãy nhớ một điều, Đức Chúa Trời là đấng chuyên môn, có thể biến ít thành nhiều, biến nhỏ thành ra lớn vô cùng, bởi vì Ngài là Chúa toàn năng của chúng ta. Chúa ban phước và sử dụng anh chị em cho vinh quang của Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi học Kinh Thánh kế tiếp của chúng ta. Xin kính chào tạm biệt. Shalom. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.